Bán đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
độc đáo. Hiện nay cả nước chỉ còn ba tòa trung tâm Thiên Hoa rất nhiều gỗ có như là thứ 97 tại khu 8 huyện Tân Giang, chùa Đầm Ngọ, Thanh Hà, Hải Dương và thứ nhất khác Bắc Ninh. Và khu vực Thiên Hoa thứ 8 có vị trí đặc biệt trong ngôi chùa được đặt trong nhà phật nhưng ba tầng với hai mái được nét hoa văn mềm mại mang đặc trưng kiến trúc thời phong lên. Cảm ơn nhá. Quay về Thank you.
Miễn phí cho bạn, chụp ảnh miễn phí cho bạn ngay tại đây. Quý khách hàng lưu ý, số lượng in là không hạn chế. Quý khách có thể in từ 2 đến 3 tấm ảnh trên cùng một sản phẩm và đánh tên viết chữ theo yêu cầu mà giá tiền vẫn không hề thay đổi. Vâng, giá tiền vẫn không hề thay đổi. Bà con có bác đi nghỉ mát hay đi chơi mà phải mà chơi mà tới đây mà in luôn một món quà. 5 phút có ngay, 5 phút có ngay. Vâng, 5 phút có quà liền tay cho quý vị. Ảnh mà được in lên áo không,